Thưa cô, trong này. À, rồi. Anh có muốn nói gì không? Làm thì thấy nó rất là nhẹ. Rất là nhẹ. Dạ. Khỏe lắm. Mà bị mấy chục năm mà khó chịu rồi đấy đúng không? A Di Đà Phật. Dạ, nó khỏe cái gì nhỉ? Khỏe dù. Toàn thân luôn. Toàn thân nó không có mỏi. Không có mỏi nữa. Rất là tốt. Dạ, rồi cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Đây. Đây cho chị này, chị ghé này, chị này chị giúp này. Đấy, anh Hùng Năm này, đây hai người này là giúp anh đó. Rồi cảm ơn hai anh chị. Dạ. Mấy chung. Dạ. Dạ không Phật, hồi nãy thì trước khi tới thì cái bên thân thì nó bật mỏi, bật thân, đau vai cổ, vai tay, chân mỏi, thì bật mỏi thì làm sao nhà thấy thử rất là nhiều. Trong 100 thì nó cũng hết 90%. Ê, 90%! 90%! Hồn sư, anh đây là Phật, cô Phật. Dạ, không có sao thì sư này cũng có sao nữa vậy. Cháu thấy là mới vô là cũng mệt mỏi. Đau mệt, đau mệt. Vậy, tập đá gì, nấu gì đó. Nấu muối gì đó. Rang muối. Rồi đắp đá chưa? Rồi, bây giờ là nghe khỏe. Dạ. Bây giờ sửa mấy chú này làm đi khỏe hơn. Khỏe hơn nữa hả? Dạ. Bây giờ về là cứ thường xuyên đắp đá đấy. Dạ. Thường xuyên phải chườm đá ở chỗ này này, phải chườm đây này, phải chườm đây nữa này. Dạ. Đó, cứ ba cái chỗ đó là chườm ngoài vậy nhé. Dạ. Dạ, mô Phật. Làm cho đúng rồi, cảm ơn mấy anh nhé. Dạ. Dạ. Bây giờ phải làm nào để cho sức thanh niên bật lên. Thầy sư đây ấy, là bị tim rồi bị hở van tĩnh mạch. Do đó mà muốn cải thiện ấy, thì học trò bên học trò sẽ hướng dẫn cái cách tự làm được hoàn toàn, thì nó sau này nó sẽ giải quyết được bệnh trước đó. Bởi vì nếu mà không biết cách ấy, thì nó cứ mệt mỏi vậy đó, nó càng ngày càng đuối. Nhưng bây giờ nghe thấy nó khỏe hơn, khỏe hơn, mệt quá, mệt quá, nó chuyển được, nó chuyển không được, thấy nó đỡ lắm rồi. À, đỡ lắm rồi. Ông dạng thông tin này là toàn thế giới nghe với nhau nữa. Cái hơi thở con cũng thấy là nó ổn định hơn so với do sư thở văn tim đó, là sư bị mập khó thở. Khi mà ép vào á, khối thành ép vào sư rất là chắc chắn là đường đi thì bảo toàn theo hướng dẫn của tâm thiền liên tâm thì hấp không khí, trường gan, uống chi ly, đói bỏ ăn, uống chi ly. Sư thực hiện được bốn thứ như vậy thì đúng là rất tốt. Sau này nào trò bên học trò sẽ nhóm sẽ gửi lại tài liệu ạ. Cuối buổi là sẽ gửi tài liệu thì chùa có cả cơ sở khoa học, cả hướng dẫn kỹ thuật luôn và hoàn toàn là tự làm được hết, không có gì là phải giúp đỡ, cần đến người khác. Vững tin là một trường rất đẹp, bởi vì cái tâm nguyện của các cô với lại các anh chị em đây là nó đồng cảm với nhau. Dạ. Do được tần số thầy ạ. Dạ. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.